Rồi, chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại làm một cái video để chia sẻ cảm nhận của mình về chiếc Winner X này. Sau một năm sử dụng thì nó có ưu nhược điểm gì để cho các bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn có thể tham khảo. Thời điểm mình mua thì là vào hồi tháng 7 năm 2019. Lúc đấy thì là giá nó đang là 46 triệu. Chưa có đăng ký và phí trước bạ. Đấy, còn đến thời điểm bây giờ thì cái giá xe nó giảm rất là nhiều. Có một số nơi thì có một số anh em nói là bây giờ 38 triệu, 40 triệu. Nói chung là nó tùy biển số. Ở những nơi mà ít dân hoặc tỉnh lẻ như mình ở Thái Nguyên này thì giá xe nó rẻ hơn. Còn một số anh em ở thành phố lớn như là Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì giá xe có vẻ là nó căng hơn nhiều, bởi vì phí ra biển ở đấy rất là mắc. Xe này khi mà chúng ta lên trên ga nghe cái tiếng âm thanh của cái bô này nó xả ra nghe rất là phi. Một điều nữa là với cái chiều cao 1m67 của mình ấy thì mình cảm thấy cái chân này nó hơi bị đuối. Bạn nào có chiều cao to hơn thì ngồi nó sẽ chống chân này nó sẽ thoải mái hơn. Và đây thì mình có mượn một bạn nữ mẫu. Bạn này có chiều cao khoảng 1m54 thì cái chân đây các bạn có thể nhìn. Cái chiều cao nó rất là cao. Bạn ấy phải nhón chân rất là nhiều. Nếu mà muốn đi được cái xe này đối với con gái ấy, thì nó phải cần chiều cao khoảng 1m60 thì đi nó sẽ phù hợp hơn. Đây, còn cái về cái tư thế ngồi ấy thì là nếu như mà một bạn có cái chiều cao thấp như bạn này á, thì là ngồi nó sẽ hơi bị đuối về phía trước. Cái tay lái thì là thường là phải khum về phía trước quá, cho nên là khả năng ngồi nó sẽ hơi bị mỏi. Cái xe của mình thì mình chưa độ chế gì cả, nó vẫn còn nguyên zin tất cả mọi thứ. Trước khi mà mình, thời điểm mình mua xe này ấy, thì là các nhân viên ở trong Hec Honda có nói với mình ấy là xe này có một bản là phanh CBS và một bản phanh ABS. Bản phanh CBS thì được là trang bị trên những chiếc xe gọi là bản thể thao, nhưng mà đây xe mình nó trong cái đợt mình mua thì người ta có nói đây là cái bản thể thao nhưng mà nó không hề có phanh CBS. Đấy, mình không biết đây là kiểu là Honda PR hay là kiểu gì đó thì mình không biết. Nếu mà bạn nào xem video này có một chiếc xe như mình thì các bạn có thể là thử xem xe các bạn có CBS như của mình hay không nhé. Xe mình thì ở đây mình có sơn cái này là mình tự sơn lấy, mình sơn nhúng. Bạn nào muốn tham khảo cách sơn nhúng này thì có thể là xem ở dưới phần mô tả video, mình sẽ để cái đường link ở đấy cho các bạn tham khảo. Xe thì đến nay mình đi là cũng được một năm rồi, thì nói chung là cái xe mình ấy thì mình không xe mình chỉ dán ni lông chống xước thôi, mình không dùng tem phủ hay gì cả, vẫn giữ lại cái màu zin của xe. Đấy, nên là cái chỗ làm giả thoát gió. Nói chung là video này mình làm ấy để dành tặng bạn nào yêu cái dòng Winner X của Honda thôi. Nói chung mỗi người, mỗi quan điểm, có người thì thích, có người thì không. Bạn nào không thích thì có thể là đừng comment tục tĩu trên cái kênh của mình. Nó sẽ mất giá trị cái video đi, như thế mình sẽ không thấy hài lòng. Bác cứ đi đi. Mình đang quay video thì có bác có cái nhìn thấy từ xa, bác ấy không dám đến. Về cái cảm nhận của mình về cái đồng hồ này ấy, thì cái độ hiển thị ở ngoài nắng nó ở mức trung bình, nó không thật sự là quá rõ nét nếu mà mặt trời nó bị nắng. Ở đây là hai cái nút các bạn có thể chỉnh các chip khác. Đây mình có gắn một cái ba ga để hàng thôi. Thì với cái thời gian khoảng một năm sử dụng ấy thì mình thấy là cái động cơ DOHC của Honda này, cái hộp số 6 số này thì đến nay thì mình đi nó cũng được tầm khoảng mười mấy nghìn cây rồi, nhưng mà nó chưa
chưa có hiện tượng bị kêu tăng cam. Đấy, nói chung có một thời gian đầu đi ấy, thì nó có tiếng kêu úc úc, nói chung là mình không biết tả thế nào cho các bạn hiểu được. Đấy, mình chỉ biết kiểu như thế thôi, nhưng mà sau đi dần thì nó cái tiếng kêu ấy nó cứ mất dần đi và thi thoảng nó lại xuất hiện lại. Đấy, mình không biết đấy có phải là nó chuẩn bị hiện tượng bị tăng cam hay không. Nếu bạn nào đã bị tăng cam trên bản X này ấy, thì có thể là cho mình biết với. Ở đây thì mình vẫn để xi nhan zin này, nói chung tất cả mọi thứ phanh đĩa này vẫn còn rất mới. Mình thì thường xuyên vệ sinh nó rất là sạch, cho nên là nó không khác lúc mới mua là bao nhiêu. Đây, phục trước đi rất êm các bạn ạ. Cái phần này nó hơi bị dì sét này. Đấy. Đèn pha mặc định không bao giờ tắt, rất phê, ra đường liên tục được nhắc tắt đèn. Mồm vâu 1, 2, 3 mồm vâu 5 răng. Chỗ này lắp cái đèn bi cầu thì đẹp, còn có nhiều thứ khác cũng đẹp lắm. Đây, cái mão zin vẫn để nguyên, mình thay một lần rồi nhưng mà không thích mình lại lắp vào. Yên này ngồi hơi cứng các bạn nhé, yên này ngồi cứng. Đây là cảng của Sừng Châu. Đấy, những bạn nào mà trong tình yêu đương bị cắm sừng thì nên thay cái này luôn đi. Ký ức tồi tệ về những chiếc sừng này. Biển số mình ở Thái Nguyên nhá, mình Đại Từ các bạn nhá, 54882. Chả biết dịch nó kiểu gì, nói chung là không thích mỗi số 4 này thôi, còn lại những số này đều thích hết. À, còn đây nữa, xích zin các bạn nhá, 14.000 cây rồi, vết sơn vẫn còn nguyên. Mình hay dùng cái nhớt mới mình tra vào trong cái xích này, đâm ra là đi nó hơi bắn một tí nhưng mà thôi không sao, ở quê ấy, có cái gì dùng cái đó, không quan trọng quá về bảo dưỡng sên xích bằng cái gì cả. Phuộc này thì nếu mà trời mưa đi hơi bẩn, mình che cái này vào đây. Đấy, khu này nó ồn quá. Cái này là chân gật gù. Video này mình làm để cho những bạn nào mà kiểu là các bạn chưa mua xe thì các bạn có thể tham khảo qua thôi. Chứ còn xe mình thì nó cũng chả có cái gì khác những cái xe đang trên thị trường cả, mình chả độ chế gì hết, tất cả mọi thứ đều nguyên zin cả. Đây là màu đỏ bạc đen các bạn nhé. Đây có cái gương zin, mình vẫn để cái gương này zin nhé, mình không thay gương khác bởi vì cái độ rộng của cái gương này nhìn nó rất là khoái. Chỗ này thì các bạn mua xe về lên ốc titan đẹp, nói chung là xe nào cũng thế, các bạn mua về thì độ chế lại theo ý thích của các bạn thôi. Các bạn có tiền thì các bạn làm gì cũng được. Cái xe này nó có một cái đặc điểm là cái dáng nó to và nó mới lạ, cho nên là có nhiều người người ta nhìn thì người ta không thích mắt. Nhưng mà hôm nay mình nói ở đây và chia sẻ ở đây là để cho các bạn nào thích dòng này, còn những người không thích thì vui lòng đừng xem, đừng để lại comment tục tĩu trên video của mình. Nói thế cho nó nhanh, không phải cãi nhau làm gì nhiều cả. Về cá nhân ý, mình rất thích chiếc xe này. Không phải là mình mua rồi bây giờ không thể bán được hay như thế nào chăng nữa mà mình hối hận nên mình nói những điều đấy, mà đây là cảm nhận của cá nhân mình cho những người nào mà chưa có xe, hoặc là bạn nào chưa mua xe này, chưa được ngồi xe này thì các bạn có thể biết. Mình không nhận bất kỳ một quảng cáo nào từ Honda hết, nên là các bạn cứ thoải mái đi, thích thì mua thôi. Đây còn cái nắm tay này rất là êm, thích các bạn có thể để zin cũng không phải độ. Nhưng mà đối với các bạn nào mà bàn tay nhỏ ấy, thì các bạn cầm vào cái này nó sẽ cảm giác nó hơi bị cấn tay chật. Đấy. Côn tay, côn này thì cũng tương đối là êm. Thời gian đầu mình đi cái nhớt rẻ tiền ấy thì
thi thoảng nó hóc ở khoảng số 1, số 2. Nhưng mà nếu các bạn dùng cái nhớt đắt hơn thì khả năng nó sẽ cải thiện được cái vấn đề này. Một điều mà các bạn cần lưu ý nữa là ấy, cái em cầm cho anh cái chìa khóa vào đây. Mở cái cốp lên. Bên dưới, ấn bên dưới. Một điều nữa là các bạn đi xe các bạn lưu ý là cái chỗ này bị cái gì che vào nó sẽ bị hụp xe, khi đó các bạn lại nghĩ là lỗi. Trong này là cái lọc gió. Cái này các bạn đi khoảng 5 đến 6.000 cây thì các bạn nên thay cái lọc gió này đi, vì là đường Việt Nam nó rất là bẩn. Các bạn lưu ý những điều này. Chỗ này thì hơi bị kêu. Mình fix một lần rồi nhưng mà đến lúc tháo ra thì cái miếng mút đệm đây nó rơi mất, bây giờ nó vẫn bị kêu. Ngoài ra thì xe mình không có gì đặc sắc cả. À, có một điều nữa mình quên chia sẻ với các bạn, đó là cái nước mát này. Các bạn đi đến tầm 5-6 nghìn cây thì nó sẽ bị vơi. Và các bạn nên châm lại nước mát. Ở trong chỗ này nó có cái miệng để châm nước mát đấy. Các bạn cần bừa này ra thôi. Mình có làm một cái video hướng dẫn thêm nước mát vào cho cái con VinX này. Các bạn có thể tham khảo cái đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả video nhé. Phanh. Đây là phanh này. Phanh địa sau vẫn rất bóng. Chiếc vành hơi bẩn. Tại vì là mình ở quê. Mình cho các bạn xem. Thu về đây hỏi anh cầm cái nhấc cái này lên để gạt cái chân trống giữa này. Bóp cho anh cái côn rồi nào. Giờ nó vẫn còn số. Đây, sau một năm sử dụng thì cái này nó đã rất là bon. Không bị rít và kêu két két như mà ban đầu các bạn dùng nữa. Có rất nhiều anh em là phàn nàn cái này. Đấy. Bây giờ nó đã bon lắm à. Vậy thôi, video của mình chắc là kết thúc ở đây thôi. Các bạn có ý kiến gì thì để lại bình luận ở dưới video nhé. Bây giờ mình cho anh em xem lại cái video, cái xe của mình. Cái này là màu đỏ bạc đen nhá. Lúc mình mua là hồi tháng 7 thì đến bây giờ là được 1 năm rồi.